Em là một cậu trai mới lớn, chuyện cũng thật khó nói và em không dám tâm sự hay tiết lộ điều này cho ai. Em đã sử dụng những ứng dụng hẹn hò để tìm hiểu và đã lỡ có những hoạt động tình dục mà không dùng biện pháp an toàn để phòng tránh. Và kết quả sau đó là...